Luận Hiển Dương nói: Mạt Na hằng cùng tương ưng bốn phiền não là ở địa vị ô nhiễm. Hoặc lần ngược, hạnh ý thị cao cử tương ưng với Mạt Na thì thành hạnh bình đẳng, ở địa vị thanh tịnh. Cho nên biết Mạt Na có mặt xuyên suốt cả nhiễm và không nhiễm. Nếu do luận này nói ở địa vị A-la-hán không có nhiễm ô ý mà bảo không có luôn cả thức thứ bảy, thì cũng nên do luận này nói ở địa vị A-la-hán xả bỏ A-lại-da và xả bỏ luôn thức thứ tám. Nhưng đây đã không thể có việc bỏ A-lại-da là bỏ luôn thức thứ tám. Như vậy kia làm sao là có việc bỏ nhiễm ô ý là bỏ luôn thức thứ bảy? Lại các luận nói, chuyển thức thứ bảy được trí bình đẳng. Trí này cũng như các trí thành sở tác, diệu quan sát, đại viên cảnh, chắc chắn phải có tình thức tương ưng để làm chỗ nương cho nó, thức thứ bảy. Nếu thức thứ bảy không có thì trí bình đẳng kia cũng không. Vì không thể có thức thứ bảy sở y mà có trí bình đẳng năng y vậy. Không thể nói rằng trí bình đẳng y chỉ nơi sáu chuyển thức. Vì luận chấp nhận trí bình đẳng tánh hằng hành của chư Phật cũng như trí viên cảnh không gián đoạn. Lại ở địa vị vô học, nếu không có thức thứ bảy thì thức thứ tám kia không có câu hữu y. Nhưng thức thứ tám có câu hữu y này như các thức khác. Lại như khi chưa chứng Bố Đặt Già La vô ngã thì ngã chấp kia vẫn thường hằng hiện hành. Vậy cũng nên khi chưa chứng pháp vô ngã thì pháp ngã chấp kia vẫn hằng hành. Mạt Na này nếu ở trong ba vị vô học, chưa chứng nhân vô ngã, chưa chứng pháp vô ngã thì không có. Vậy ngã chấp và pháp chấp kia nương nơi thức nào mà có? Nó không thể nương đề bát thức, vì ở đề bát thức không có tuệ tâm sở, mà ngã pháp chấp đã thuộc tuệ tâm sở. Do đó hãy nên tin ở ba địa vị là nhị thừa thánh đạo, diệt định và vô học. Thức thứ bảy này vẫn hằng hành, vì ở đó chưa chứng đắc pháp vô ngã. Lại trong các luận lấy năm đồng pháp là năm thức đồng có năm căn làm chỗ nương, thì thức thứ sáu cũng đồng như năm thức phải có chỗ nương mới sanh khởi được, để chứng minh có thức thứ bảy làm chỗ nương cho thức thứ sáu. Lúc thánh đạo khởi lên và ở địa vị vô học, nếu không có thức thứ bảy thanh tịnh làm chỗ nương cho thức thứ sáu thanh tịnh, thì lập tôn lập nhân đều bị lỗi, hoặc có thể năm thức cũng không có chỗ nương. Nhưng năm thức đã hằng có chỗ nương thì thức thứ sáu cũng phải thế. Thế cho nên quyết định của Mạt Na ý không nhiễm ô hằng khởi hiện tiền ở ba địa vị nói trên. Còn bài tụng nói Mạt Na kia ở ba địa vị không có là chỉ dựa nơi Mạt Na nhiễm ô mà nói, vì ở ba địa vị trên kia không còn Mạt Na chấp ngã nữa. Cũng giống như nói ở bốn địa vị, ba vô học vị của ba thừa và Phật vị không có thức A-lại-da, chứ không phải nói không có thức thứ tám. Mạt Na ý này sai biệt có ba thứ: một, tương ưng với ngã kiến Bố Đặt Già La; hai, tương ưng với pháp ngã kiến; ba, tương ưng với bình đẳng tánh tri. Một, Mạt Na tương ưng ngã kiến, nó tương tục ở trong tất cả loại vị sanh. Ở địa vị nhị thừa hữu học, ở một hạng Bồ Tát đang còn ở địa vị tâm hữu lậu từ thất địa trở lại. Ở các địa vị đó, thức Mạt Na thường duyên thức A-lại-da khởi lên ngã kiến Bố Đặt Già La, tức nhân ngã chấp. Hai, Mạt Na tương ưng pháp ngã kiến, nó tương tục trong tất cả loài vị sanh, thanh văn, duyên giác, và một hạng Bồ Tát còn ở địa vị mà trí của pháp không không hiện tiền. Trí thành tựu được do quán pháp không. Khi trí này chưa hiện ra được gọi là không hiện tiền. Ở các địa vị này, thức Mạt Na thường duyên thức dị thục mà khởi lên pháp chấp. Ba, Mạt Na tương ưng bình đẳng tánh trí, nó tương tục trong tất cả Như Lai và Bồ Tát ở địa vị kiến đạo và tu đạo có trí quả pháp không hiện tiền. Ở các địa vị này, thức Mạt Na thường duyên với thức dị thục hoặc vô cấu tình thức mà khởi lên trí bình đẳng tánh. Khi ở địa vị có Bố Đặt Già La ngã kiến khởi lên thì cũng có pháp ngã kiến hiện tiền, vì ngã chấp chắc chắn nương pháp chấp mà khởi. Như đang đêm, vì có lầm tướng ác thú mới tưởng ra đó là người. Ngã kiến pháp kiến
tuy tác dụng khác nhau nhưng không trái nhau, đồng nương một tuệ tâm sở. Ví như nhãn thức, thể tuy là một dụ tuệ tâm sở nhưng có nhiều tác dụng thấy sắc xanh, vàng, vân vân mà không trái nhau. Nhị thừa hữu học và khi có thánh đạo hoặc diệt định hiện tiền. Bồ Tát đốn ngộ ở địa vị tu đạo và Bồ Tát tiệm ngộ sau khi từ nhị thừa hữu học hồi tâm, nếu có được trí quả hiện tiền do ngộ lý sanh không thì ở các địa vị này chỉ khởi pháp chấp, vì ở đây ngã chấp đã bị đè bẹp. Nhị thừa vô học và hồi tâm tiệm ngộ Bồ Tát khi trí quả pháp không không hiện tiền thì cũng chỉ khởi lên pháp chấp, vì ở đây ngã chấp đã giết sạch. Các Bồ Tát từ bát địa trở lên, dù đốn ngộ hay tiệm ngộ, ngã chấp vĩnh viễn không còn hiện hành, hoặc vì đã giết sạch, hoặc vì đã đè bẹp. Nếu khi trí quả pháp không hiện tiền thì dù đệ bát địa trở lên vẫn còn khởi pháp chấp, vì trí quả sanh không và pháp chấp không trái nhau. Như khế kinh nói, Bồ Tát từ bát địa trở lên tất cả phiền não không còn hiện hành, chỉ có sở tri chướng là chỗ nương của ngã chấp thì đang còn. Sở tri chướng đây là hiện hành sở tri chứ không phải chủng tử sở tri. Nếu không vậy còn chủng tử sở tri thì cũng có thể đang còn chủng tử phiền não. Mặt na tương ưng với pháp chấp đối với nhị thừa tuy gọi là không ô nhiễm, nhưng đối với Bồ Tát nó vẫn gọi là ô nhiễm, vì nó làm chướng ngại trí pháp không của Bồ Tát. Do đó cũng gọi mạt na ở Bồ Tát địa là hữu phú vô ký. Còn đối với nhị thừa thì gọi nó là vô phú vô ký, vì pháp chấp đó không chướng ngại trí sanh không của nhị thừa. Mạt na này nhiếp vào vị thục sanh, vì từ thức vị thục hằng thời sanh khởi, cho nên gọi là vị thục sanh mà không phải là vị thục quả. Tên vị thục sanh này được dùng chỉ chung tất cả những tâm, tâm sở, không phải là chân vị thục. Cũng như danh từ tăng thượng duyên là chỉ cho những gì không nhiếp vào nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên thì thu nhiếp cả vào tăng thượng duyên. Làm sao biết thức thứ bảy này có tự thể riêng ngoài nhãn thức vân vân? Do thánh giáo và chánh lý làm định lượng mà biết. Nghĩa là đức bạc và phàm, Phật ở trong các kinh nói về tâm, ý và thức với ba nghĩa khác nhau. Tập nhóm và khởi lên gọi là tâm, tư lương gọi là ý, liễu biệt gọi là thức. Ba nghĩa đó tuy chung cả tám thức đều có, nhưng tùy mặt nổi hơn mà hiển thị khác nhau. Thức thứ tám gọi là tâm, vì nó nhóm tập chủng tự các pháp và khởi lên các pháp. Thức thứ bảy gọi là ý, vì nó duyên tạng thức, hằng thẩm tư lương, tạng thức mà chấp làm ngã. Còn sáu thức kia gọi là thức, vì nó liễu biệt riêng theo sáu cảnh thô động gián đoạn khác nhau. Như bài tụng trong kinh Nhập Lăng Già nói: tạng thức gọi là tâm, tánh tư lương gọi ý, liễu biệt tướng các cảnh chung gọi đó là thức. Lại nhiều nơi trong kinh Đại Thừa nói có thức thứ bảy riêng, cho nên ở đây nói nó có riêng, không phải như Tiểu Thừa nói ý thức thứ sáu khi trôi về quá khứ thì gọi là ý, chứ không có thức thứ bảy riêng. Các kinh Đại Thừa là chí giáo lược, trước đã nói rộng cho nên đây không chứng minh. Trong kinh Giải Thoát cũng nói có riêng thức thứ bảy, như bài tụng nói: nhiễm ô ý thường có, các hoặc cùng sanh diệt, nếu giải thoát các hoặc chẳng phải đã sẽ có. Kinh kia tự giải thích bài tụng rằng có nhiễm ô ý từ vô thủy lại cùng với bốn phiền não hằng cùng sanh cùng diệt, đó là ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngã si. Khi có đạo đối trị giết sạch phiền não thì ý này từ đó được giải thoát. Bây giờ phiền não tương ưng với ý này không phải chỉ trong hiện tại không có, mà cũng không có luôn trong quá khứ và vị lai, vì quá khứ vị lai là vô tự tánh. Các thánh giáo như thế ở các bộ đều có, sợ nhàm chán dông dài cho nên ở đây không thuộc hết. Trên đây dẫn thánh giáo, bây giờ sẽ hiển bày chánh lý. Có sáu lý là hằng hành vô minh, làm duyên sanh thức, tư lương gọi ý, định vô tâm sai khác, trời vô tưởng ô nhiễm, ba tánh ô nhiễm. Một, như khế kinh nói, bất cộng vô minh di tế hằng thường hiện hành, che lấp nghĩa chân thật.
Nghĩa chân thật tức là chân như do hai không hiển lộ. Nếu không có thức bảy này thì bất cộng vô minh kia không có, vì không có chỗ nương. Nghĩa là hàng vị sanh ở trong tất cả phần vị thiện ác vô ký hằng khởi lên bất cộng vô minh mê lý, làm che lấp nghĩa chân thật, che mắt tuệ của bậc thánh. Như bài tụng nói: tâm chân nghĩa sắp sanh, nó thường làm chướng ngại cùng đi trong mọi phần, trong mọi tâm thiện ác vô ký, gọi bất trọng vô minh. Cho nên Khế Kinh nói, loài dị sanh thường ở trong đêm dài bị vô minh che mờ, say mê buộc tâm chưa từng tỉnh giác. Nếu nói ở địa vị dị sanh, có khi tạm không khởi vô minh bất trọng, tức là trái với nghĩa kinh vừa nói. Vì nếu cùng ở địa vị loài dị sanh mà vô minh mê lý có lúc hiện hành, lúc không hiện hành là không đúng lý. Nếu nói vô minh bất cộng này dựa nơi thức thứ sáu thì không được, vì vô minh này nếu dựa thức thứ sáu thì nó như thức thứ sáu có gián đoạn, và thức thứ sáu như vô minh này hằng ô nhiễm. Nếu chấp nhận có mạt na thì không có lỗi này. Nhiễm ô ý hằng tương ưng với bốn phiền não, trong đó có vô minh cùng khởi. Sao riêng vô minh lại gọi là bất cộng? Có ba ý kiến. A. Có ý kiến cho rằng mạt na tương ưng với ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, ba thứ này không phải là căn bản phiền não. Chỉ riêng vô minh là căn bản phiền não nên gọi là bất cộng, thì có lỗi gì? B. Có ý kiến cho rằng kia nói là trái với giáo lý, vì trong các tùy phiền não thuần túy không hề nói đến kiến, mạn, ái là tùy phiền não, vì ba thứ kiến, mạn, ái này nhiếp thuộc trong 10 căn bản phiền não. Nơi nơi đều nói nhiễm ô ý thường tương ưng với bốn phiền não, nên nói trong bốn thứ đó vô minh là chủ, nên tuy nó có cùng khởi với ba thứ kia cũng được gọi là vô minh, là bất cộng. Từ đời vô thủy thường hôn mê bên trong chưa từng tỉnh giác, đều do có si vô minh tăng mạnh hơn. Hỏi: vậy si này cùng khởi với kiến, mạn, ái thì nên gọi là tương ưng? Đáp: nếu khi khởi lên mà thứ não làm chủ thì cũng gọi nó là bất cộng như vô minh, cũng không lỗi gì. C. Có ý kiến cho rằng si này gọi là bất cộng vì chỉ ở thức mạt na này có, chứ các thứ khác không có, như 18 pháp bất cộng của Phật. Hỏi: nếu vậy thì những phiền não chỉ tương ưng với các thứ khác, ở trong thức mạt na này không có nó thì cũng gọi phiền não đó là bất cộng hay sao? Đáp: không, chỉ nương theo nghĩa thù thắng mà lập lên bất cộng, chứ không phải theo nghĩa không, hoặc có ở trong thức này hoặc trong thức kia mà gọi là bất cộng. Nghĩa là vô minh tương ưng với thức thứ bảy từ vô thủy thường hiện hành làm chướng ngại trí chứng chân nghĩa, trí chứng chân như. Tác dụng ấy rất mạnh mà ở các thức khác không có, cho nên chỉ riêng vô minh ở thức mạt na này mới gọi là bất cộng. Hỏi: đã vậy thì ba thứ kiến, mạn, ái cùng khởi với nó cũng nên gọi là bất cộng? Đáp: không, vì vô minh này là chủ nên được riêng gọi là bất cộng, hoặc chấp nhận ba thứ kia khi làm chủ cũng được gọi là bất cộng. Này chỉ đối với các thứ si tương ưng với các thứ khác mà nói si tương ưng với mạt na này là bất cộng vô minh. Bất cộng vô minh tóm có hai thứ. A. Hằng hành bất cộng vô minh ở các thứ kia không có, chỉ có ở thức mạt na. B. Độc hành bất cộng vô minh ở thức mạt na này không có, chỉ có ở thức thứ sáu. Cho nên luận Du Già nói vô minh có hai. Nếu nó cùng tham sân vân vân đồng khởi gọi là tương ưng vô minh, không cùng tham sân vân vân đồng khởi gọi là độc hành vô minh. Nếu là chủ độc hành vô minh thì chỉ do kiến đạo đoạn trừ, như Khế Kinh nói: bậc thánh hữu học đã giết hẳn bất cộng độc hành vô minh nên không tạo nghiệp mới. Còn nếu độc hành vô minh mà không phải chủ thì cũng do tu đạo giết trừ, vì nó cùng phẫn hận vân vân. Tương ưng thì đều thông do kiến đạo tu đạo đoạn trừ. Hằng hành bất cộng vô minh, vô minh ở thức thứ bảy thì ở các bộ phái tiểu thừa không có, còn độc hành bất cộng vô minh ở thức thứ sáu
thì ở cả đại tiểu thừa đều có nó. 2. Cái kinh lại nói, nhãn và sắc làm duyên, phát sanh nhãn thức, rộng nói cho đến ý và pháp làm duyên, phát sanh ý thức. Nếu không có mặt na, thì ý và pháp kia không có. Nghĩa là như ngũ thức phải nhãn, nhĩ, căn, vân vân, làm câu hữu y tăng thượng riêng biệt. Ý thức đã là nhiếp thuộc trong sáu thức, thì phải nên chấp nhận ý thức cần có sở y như vậy. Nhưng nếu mặt na không có, thì sở y của ý thức kia đâu có. Không thể nói sắc, tâm khối thịt làm chỗ nương cho ý thức, vì ý không phải sắc. Ý thức nếu nương sắc thì như năm thức, chỉ có tự tánh phân biệt, chứ không có hai thứ phân biệt, là tùy niệm và kế đạt. Cũng không thể nói năm thức không có câu hữu y. Năm thức cùng năm căn cùng lúc sanh khởi như mầm và bóng. Mầm nương hạt giống mà có, mầm và hạt giống cùng lúc có. Ảnh nương hình mà hiện, ảnh và hình cùng có một lúc. Lại thức và căn phải cùng duyên một cảnh, chỉ như tâm, tâm sở quyết định cùng khởi. Do lý lẽ này phải công nhận cực thành ý thức cũng như nhãn thức vân vân phải có chỗ nương riêng, và theo chỗ nương đó mà đặt tên chỗ nương đó, không phải nhiếp thuộc đẳng vô gián duyên, mà là câu hữu y tăng thượng duyên. Vì công nhận cực thành sáu thức, mỗi thức đều thuộc một căn. 3. Lại cái kinh nói, tư lương gọi là ý. Nếu không có thức mặt na này, thì ý tư lương kia không có. Nghĩa là nếu khi ý thức hiện tiền, đẳng vô gián ý đã diệt, không còn nữa, vì quá khứ vị lai là không có, thì cái tác dụng tư lương kia chắc không thành được. Làm sao kinh nói tư lương gọi là ý? Nếu cho đó là giả nói thì cũng không đúng. Không có sự tư lương chính thức thì giả tư lương nương vào đâu mà có được. Nếu bảo ý thức trước khi hiện tại từng có tư lương, nay tuy đã diệt cũng gọi là ý, nhưng bây giờ gọi là thức chứ đâu gọi là ý được. Cho nên biết riêng có thức mặt na thứ bảy hằng thẩm tư lương, chính danh là ý, hoặc nương nơi thức thứ bảy mà giả lập ý đẳng vô gián diệt, tên là ý. 4. Lại cái kinh nói, vô tưởng và diệt định nếu không có nhiễm ô ý này thì hai định này không khác nhau. Nghĩa là hai định này đều diệt sáu thức và các tâm sở của nó. Số tâm thể được diệt để thành hai định giống nhau, nếu không có diệt nhiễm ô ý có mặt trong tưởng vô định và không có mặt trong diệt định, thì hai định có ý gì khác nhau? Nếu bảo khi tu gia hạnh nương ở nơi ba cõi, chính địa, thân căn hai bên khác nhau, nên hai định khác nhau, thì cũng không đúng. Vì chỉ nguyên nhân làm cho khác nhau này là do có thức mặt na. Thức mặt na nếu không có thì nguyên nhân làm cho hai định khác nhau kia cũng không có. Cho nên quyết định phải có riêng mặt na ý này. 5. Lại cái kinh nói, loài hữu tình ở cõi trời vô tưởng suốt trong một đời dứt hết không còn sáu thức tâm, tâm sở. Nếu ở đó không có thức mặt na này thì loài hữu tình kia có thể là không còn bị ô nhiễm. Nghĩa là hữu tình kia trong thời gian lâu dài không có sáu chuyển thức. Nếu cũng không có thức mặt na này thì câu sanh ngã chấp cũng không. Không thể ở nơi nào lại có loài hữu tình có đủ mọi điều ràng buộc, mà trong một đời của họ hoàn toàn không có ngã chấp. Nếu cõi trời kia không có ngã chấp thì giống như niết bàn, làm sao họ lại bị thánh hiền chê trách? Nếu chấp ngã chấp của trời vô tưởng sau một nửa sơ bán kiếp mới diệt, lúc nửa hậu bán kiếp mới có, nên không bị lỗi như trên. Nếu nói vậy thì ở giữa khoảng trung gian dài 499 kiếp mà không có ngã chấp thì như niết bàn là có lỗi. Nếu nói quá khứ và vị lai có ngã chấp nên không bị lỗi đó, nhưng có quá khứ vị lai kia chẳng phải hiện tại, chẳng phải hằng như niết bàn là có lỗi. Thường thì đồng như không có ngã chấp. Lại quả vị thuộc vô tưởng sở đắc đã không thì hữu tình năng đắc vô tưởng báo cũng không. Vị thuộc vô tưởng là pháp bất tương ưng, nó là giả lập, trước kia đã bác rồi. Tạng thức không có thì vị quân tập cũng không. Còn nói các pháp khác không phải tạng thức mà thọ quân, để trở thành vị thuộc vô tưởng
điều đó phi lý, đã biện rồi. Cho nên cần có riêng thức mặt na nhiễm ô hằng khởi ngã chấp trong khi sanh ở trời vô tưởng. Do đó, thánh hiền đồng chế bai trời vô tưởng đó. 6. Lại khi kinh nói, loài dị sanh trong lúc có tâm thiện, nhiễm hoặc vô ký, luôn luôn có mang theo ngã chấp. Nếu không có thức mặt na, thì ngã chấp ấy không có. Nghĩa là loài dị sanh trong khi tâm có đủ ba tánh thiện ác, vô ký khởi lên, tuy bên ngoài khởi tạo các nghiệp, mà bên trong hằng chấp ngã. Do chấp ngã, nên dù sáu thức có khởi lên nghiệp bố thí vân vân cũng không thể dòng tướng. Nên luận Du Già nói, nhiễm ô mạt na là chỗ nương cho sáu thức. Khi mạt na nhiễm ô chưa diệt, thì sự buộc ràng của tướng phần và kiến phần trong sáu thức không được giải thoát. Khi mạt na nhiễm ô diệt rồi, thì buộc ràng của cảnh tướng được giải thoát. Nói sự ràng buộc của cảnh tướng là nói do nhiễm ô ý, mà sáu thức đối với cảnh tướng không thể nhận rõ nó như sự quyển, chẳng phải có, chẳng phải không. Do đó mà kiến phần và tướng phần cứ buộc chặt nhau, không được tự tại, cho nên gọi là tướng phược. Y theo nghĩa này có bài tục: nhiễm ô ý như vậy là chỗ nương của thức, ý này khi chưa diệt, thức bị buộc khó thoát. Lại trong lúc tâm thiện hoặc vô phú vô ký, nếu không có thức thứ bảy chấp ngã, thì tâm thiện và vô ký đó không phải là hữu lậu. Vì các phiền não tương ưng với sáu thức trong tự thân hữu tình không cùng khởi lên với tâm thiện hoặc vô phú vô ký kia. Nếu bảo do duyên phiền não của quá khứ vị lai làm duyên trói buộc mà thành hữu lậu, thì lý không thể có được. Vì không thể do phiền não của người khác mà làm cho người này thành hữu lậu, cũng như không thể do người khác giải thoát mà làm cho người này thành vô lậu. Lại không thể nói ngoài tâm, tâm sở riêng có tùy miên là pháp bất tương ưng, hành quẩn tương tục khởi lên trong khi có tâm thiện và vô phú vô ký, để làm cho tâm thiện và vô phú vô ký trở thành hữu lậu. Vì thứ tùy miên đó không thật có, điều đó đã được cực hành. Lại cũng không thể nói từ chủng tử hữu lậu sinh ra tâm thiện và vô phú vô ký kia, cho nên tâm thiện và vô phú vô ký kia thành hữu lậu. Vì hữu lậu là do mạt na chấp ngã, nếu không có mạt na chấp ngã, thì chủng tử của tâm thiện và vô phú vô ký kia trước không có nhân để khiến nó thành hữu lậu, nên cũng không phải do chủng tử hữu lậu khiến thiện tâm và vô phú vô ký hiện hành thành hữu lậu được. Vì không thể bậc hữu học tâm vô lậu hiện hành, mà vì do còn chủng tử hữu lậu trước đó mà tâm vô lậu hiện hành, cũng trở thành hữu lậu. Tuy hoặc do phiền não trong sáu thức vẫn khởi ra việc bố thí, nhưng phiền não này đã qua mất, không còn cùng khởi với việc bố thí, cho nên phiền não đó không phải là nhân chính của hữu lậu. Vì chữ hữu lậu là biểu thị việc bố thí đó với lậu cùng sanh khởi một lần. Ý nói chỉ do mạt na chấp ngã cùng sanh với việc bố thí vân vân mới gọi là hữu lậu. Lại nghiệp vô ký không do phiền não dẫn phát, tại sao nó lại thành hữu lậu? Ý nói vì có mạt na chấp ngã, cho nên nó thành hữu lậu. Nhưng các hữu lậu là do mạt na chấp ngã cùng với hiện hành phiền não trong tự thân, cùng sanh cùng diệt, làm tăng ích cho nhau mới thành hữu lậu. Do đó, quân thành chủng tử phá hữu lậu để sau đó hiền khởi lên, đó là nghĩa của hữu lậu. Nơi loài dị sanh đã vậy, nơi hàng hữu học cũng vậy. Hữu lậu ở hàng vô học còn dị thuộc thức. Tuy không phải cùng khởi với thức thứ bảy hữu lậu, nhưng từ chủng tử hữu lậu trước kia khởi lên, cho nên thành hữu lậu. Như vậy, đối với lý không trái. Do có mạt na hằng khởi chấp ngã mới làm cho pháp thiện và vô phú vô ký thành hữu lậu. Mạt na này nếu không thì hữu lậu kia quyết không có. Cho nên biết riêng có thức thứ bảy này. Chứng minh có thức mạt na, lý lẽ rất nhiều. Đây theo các nghĩa nhiếp thuộc lý đại thừa được thuật sáu ý đó. Những người có trí nên theo đó tin học. Nhưng có kinh trong đó chỉ nói sáu thức. Nên biết kinh đó nói là theo phương diện lý tùy chuyển, hoặc theo chỗ nương là sáu căn mà nói sáu thức. Nhưng thức loại riêng biệt thật có tám thứ.